Căng thẳng tại miền đông Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, thậm chí còn bị đẩy lên cao ngay sau khi nước này kết thúc cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng thuộc về tỷ phú Petro Poroshenko. Trước tình hình này, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk vào ngày hôm qua 28 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine để ngăn chặn nguy cơ các tay súng du kích từ Nga và Ukraine. Đúng như tuyên bố được ông Poroshenko đưa ra ngay sau khi đắc cử tổng thống, rằng sẽ không thương lượng với lực lượng biểu tình ở khu vực miền đông. Trong ngày 27 tháng 5, quân đội Ukraine đã mở các cuộc tấn công quân sự ồ ạt, bắn phá thành phố Slavyansk và sân bay quốc tế ở Donetsk. Tình hình tại khu vực phía đông Ukraine đang ngày càng xấu đi. Một số xe tải chở đầy đạn dược và các nhóm du kích đã băng qua khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine. Tôi yêu cầu phía Nga đóng cửa biên giới giữa Nga và Ukraine nhằm giúp chúng tôi giải quyết tình hình. Còn trong một tuyên bố, người đứng đầu Đức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã kêu gọi sự hỗ trợ của Nga nhằm chấm dứt đổ máu tại khu vực Donetsk.